Chào các bạn, hiện tại thì máy xúc ô tô đã vào để chở vật liệu cho ông rồi các bạn ạ. Hồi sáng hôm qua mưa rất là to, lũ lớn các bạn ạ. Đây, bà đang lũ to mà còn đi đắp nước làm gì đây? Đừng có đắp vào bà ơi, cho nước nó chảy để ô tô đi. Đấy, càng nói càng làm đấy. Cho nước nó chảy để ô tô đi. Êm. Đừng đắp vào, cho cống nó thoát cho nó chảy đi. Cái này tí ô tô còn chả đi được á. Phải có người bảo cơ. Mình bảo bà không nghe được các bạn. Thử vào gần xem bà có sợ. Bà ơi, đừng có đắp nước, để cho nước nó chảy đi. Thì ô tô nó vào, máy xúc nó làm, vào làm. Ôi, bà ơi. Đấy, ném cả khăn đi làm gì. Ném luôn cả khăn đi à. Nắp vào bà đi. Ê, khổ ấy. Làm quả một kính máy xúc đi tôi. Cái này nó bị tắc cống hay sao ấy nhỉ? Không đi được. Cái cống này cống 20 thì nó bé. Ôi bà đi đi đắp cái cống rồi mà về. Ơ phải không nhỉ? Đúng rồi, bà đi đắp miệng cống rồi mà nhỉ. Ôi bà đi đắp vào còn chặt ních luôn đấy. Đi rồi đấy. Ây da, lũ to phết nhỉ. Bà ném hết cả đá cả điếc ra đây này. Tô đi kiểu gì này. Nhiều nước phết đấy, không phải đơn giản đâu. Cái này mai sau là múc cái này đi thì nó không dâng đâu. Múc cái bờ đường này đi nó không dâng đâu. Không phải làm cái cầu cho ông cẩn thận. Đây. Đây mới là lũ đầu mùa nha các bạn nhé. Đấy, đây mới là lũ đầu mùa mà nó chảy to như này cơ mà. Hả? Ui, nước suối ở trên kia to thế. Ờ. Mưa to thế cơ à? Chào các bác nhé. À. Ui. Cái ao lên, sắp lên lên miệng rồi. Chứng tỏ hôm qua mưa to lắm. Đây, cái đất cát này không ổn đấy các bạn này. Cái bờ ao này thì không sao. Nhưng mà cái riêng cái chỗ này nước, nước ở trên này xối xuống này. Chết rồi, hôm nọ mình đã bảo ông rồi.
Nó mình đã bảo ông là ngắt cái mương này sang bên này cơ. Này nó xối từ trên này xuống này. Chảy từ trên này xuống, chảy theo đây. Nó không ra bên này tí nào đâu. Chảy xuống đây xối hết cả cái bờ này đi rồi. Đất ở đây nó là đất cát các bạn ạ. Này chắc phải nhờ anh em người nhà kè cho một hôm rồi. Xối hết cái này đi này, nguy hiểm quá. Suối trên kia chảy rất là to các bạn. Đấy, cái này mai sau đổ là phải có. Hôm qua mình nói đấy, phải có sắt, có xiếc đàng hoàng đấy, không nó lún nát lắm đấy, đất cát này. Máy vào đến đấy rồi nhưng mà lũ thế này đi nào được. Đi được không anh? Chưa đi được đúng không? Không biết được cái mương bên kia đâu. Lũ to à? Ê dở nhỉ? Chắc là chiều mới đi được. Ông qua sao nước nó chảy như thế mà anh không khơi sang bên kia để nó chảy thẳng ao thế? Sao khơi được? Hôm nọ nó bảo ông rồi, đừng cho nó chảy xuống đấy, nó lở cái bờ đấy. Mà đất này thì sao ông sập? Đất này quá là cát. Đất cát thì biết rồi, nhưng mà ý là không cho cát nước nó vào nữa. Không, không tả cát được. Bác thợ đang hoàn thiện phía bên trong nhà các bạn ạ. Hôm nay mưa thế này nó có hút không anh? Có chát được không? Cửa kia lắp xong rồi, qua làm trần mưa rụng hết. Mưa nó ngấm gạch cái này chát khó đấy nhá. Đấy, lũ to ra đây thì suối không múc được cấp phối nên là anh em đang không đi múc được các bạn ạ. Còn ở trên bản thì máy xúc với ô tô thì anh Tiến với A Thảo thì báo xuống là trời vẫn mưa lất phất, không làm được. Hôm qua thì múc cái nền cho bà chị Nu thì múc nửa cái. Múc được nửa rồi lại có một ông lên lại bảo không cho múc. Thế mới mất việc không. Qua thì bà con đi lấy tiền rừng không có người đi làm đường, thế là anh em bảo là múc cho chị Nu cái nền nhà, múc được nửa rồi. À, lại ông chủ nhà là không phải là đất ở đấy đâu nhá. Múc ở tận trên kia mà nhà ở tận dưới này, nhưng mà bảo là lý người Mông là không cho làm kiểu đấy là như nào ấy, là không múc được. Ê khổ ấy. Cái bà chị Nu này cũng vất vả được 3-4 lần nền nhà rồi không được. Chịu không biết kiểu gì. Đây cái lũ như thế này mà khi mà làm xong nhà là cũng phải tính cái bài làm cho ông cái cống cái cầu như thế nào nhé các bạn nhé, không phải nước ít đâu. Nhưng mà nói chung là đây là trận lũ đầu tiên của năm,
mưa từ tầm 8 giờ tối hôm qua đến sáng nay cơ. Tất cả các cái hệ thống ở ngoài kia là lũ rất là to. Ô tô máy múc kia không đi được kìa, lũ nước đỏ ngầu luôn đấy, đỏ như nước ao này. Cái này làm chắc là làm cái cầu cho ông ấy. Cầu nhỏ nhỏ thôi nhưng mà chắc phải làm cái cầu bắc qua để ông mới đi lại được. Còn như thế này mà đi xe máy đi không đi được đâu, rất khó đấy. Đây, chỗ này sẽ được tôn đất ra đây các bạn ạ. Tôn đất ra đây. Đi thẳng, không biết là ông có đi thẳng cổng đường vào nhà không? Hình như là chắc là ông phải làm tránh nhau một tí quá. Đây làm như này này, đường vào đây. Đường vào đây, tôn lên đây, lên đây làm hai cái trụ dọ đá hoặc cái gì đó. Chắc là xếp dọ đá cũng được, hoặc là nếu mà có người nhà thì xây cho ông bằng đá ấy. Hai trụ cao lên tầm này. Dài, phải dài một tí chứ không ngắn quá nó lại bịt dòng chảy, nó lại dâng lên nhà thì chết dở. Thì nó phải tầm khoảng 3 mét. Đấy, từ đây đến sang bờ cỏ bên kia thì mới nước này mới thông được. Nước to đấy, không phải nước bé đâu. Lũ đầu năm mà. Này, sâu này mà bình thường các bạn nhìn nó bé tí rồi. Tràn hết kiểu lên kia kia. Đấy, bây giờ mình đi ra ngoài suối to kia xem lũ như thế nào các bạn nhé. Đây. Ôi giời ơi, lũ to lắm. Không đi được kiểu. Đấy các bạn nhìn này. Bình thường thì nó là cái con suối. Bình thường nó là con suối cạn nhe đấy nhá các bạn nhé. Bây giờ mà cầu Hạnh Phúc với lại cầu Trống Chơi chắc là lũ to lắm ấy. Đấy. Cái này là ở Trống Chơi về đấy. Trống Chơi là cả con suối to bên kia cơ. Không phải riêng cái này đâu các bạn ạ. À không phải, cái này là suối bên này thôi. Cái suối Trống Chơi suối bên kia cơ. Suối bên kia lũ to lắm. Đây này, bà dạy ra đến đây ném rác ra suối thế này. Đấy, cứ ném rác ra suối, ném đá ra suối thôi. Khổ thế. Việc nhà thì chả làm. Kéo hết cây, hết que ra đường. Đấy, thấy không? Sợ bệnh tật đấy, chửi mình đấy, chửi A Tú đấy. thấy mình vào là chửi đó đấy, chửi ấy. Đây, quay máy lại bên này cho các bạn nhìn cái mình thử lội qua suối này xem thế nào nhé. Ô không được, không đi được thật, lũ to lắm, chảy xiết lắm. Cái này mà bà mà không biết bơi mà rơi xuống còn chết cả người ấy chứ. Xiết thế này mà. Đây là chưa ra giữa nhá. Ui. Khiếp không? Thế nên là tại sao mà cái nền nhà mình làm rất là cao là như vậy. Mình phòng những lúc mà lũ. Bên kia thì không có suối như này bên này đâu. Nhưng mà nó cái nước ở các cái ruộng này rồi là ở ao yếc người ta ra là nó to như thế đấy. Nếu mà vo tròn vào thì nước ở bên nhà ông thì chắc là bằng cái cống khoảng độ 50 vuông thôi. À 50 tròn thôi nhưng mà nó tản nước ra với lại mình đắp cái đường đi ấy nên là nó mới dâng lên thế chứ còn nó không có nước như bên này. Đấy. Nhìn đấy sợ. Đây. Xem bà một mình ở ngoài suối này, ném đá này các bạn ạ. Vừa bảo bà đi, bà lại vén váy chửi cho. Đấy, bẻ hết cành cây người ta đi kia. Đang bảo đi ra suối này. Nhìn thấy bà khổ quá. Ra đây quay một chút cho các bạn biết được. Đấy, thấy chưa? Cây que ven suối và bẻ hết treo xuống suối. Rất khỏe nhé, không phải là không khỏe đâu.
Ui, cây tre, cây chiếc thì gãy nhiều thế. Đổ nhiều lắm các bạn. Nước thì to. Đấy, bờ rào người ta đấy. Đấy, vén váy lên rồi đấy. Ôi trời ơi. Lũ này trên bản không biết là có thiệt hại gì không đấy các bạn ạ. Lũ nước lũ rất là to. Đấy, công việc của bà cứ thế đấy. Khổ quá thật sự. Ông thì dắt trâu đi bừa ruộng các bạn ạ. Ông dắt trâu đi bừa ruộng mà nước lũ thế này không biết là ông đi kiểu gì sang bên ruộng bên kia cơ. Thế bạn đi bừa ruộng từ sáng rồi. Mình ra cái suối to xem nào, xong tí lên thăm ông luôn. Không biết có phải bừa ruộng trên kia không. Về luôn. Rút quân à. Này chắc phải mai nước nó rút thì mới làm được. Về nhá. Rút máy xúc ô tô hết rồi các bạn. Về nhá. Mất việc, hơi mất việc. Mai nhá. Vâng. Rút quân rồi. Lại mưa xuống rồi các bạn ạ. Kìa, các bạn nhìn thấy kia không? Ấy. Lũ to thế kia cơ mà. Ấy thấy chưa? Lũ ầm ầm thế kia. Đi xuống dưới một đoạn cho các bạn xem. Này không biết bao giờ rút mới chở được vật liệu vào cho ông đây. Đấy các bạn ạ. Lũ khủng khiếp không? Nó phân làm hai dòng các bạn nhé. Cái suối to này bây giờ chia làm hai dòng. Một dòng bên kia, một dòng bên này. Đây chính là cái suối trống trơ về đấy. Trống trơ nhưng mà trống trơ nó là một cái nhánh. Nhánh của cái suối Thia này. Hiện tại lũ là, đây là có lẽ là đợt lũ đầu tiên của năm 2023 các bạn nhé. Đây là đợt lũ đầu tiên. Sợ thật. Lũ ở mâm này mà dưới này trắng hơn bình thường á. Nhìn nó bình thường các bạn nhìn nó cái dòng nước nó chắc là bằng chỉ bằng chắc khoảng bằng đầu gối không? Mà nó dòng nó bé tí thôi. Mọi người đi bắt cá kiếc ở đây suốt mà. Nhưng hôm nay là lũ to thật. Suối trông chơi chắc là hôm nay là lũ lên to lắm ấy. Chúng ta đi vào trong để xem ông xem là có phải ông đi bờ ruộng không bạn nhé. Đây đúng thật. Ông đang một mình phát bờ ruộng ở trên kia kìa. Thấy con trâu ở đây chắc ông vừa bừa xong hay sao ấy. Ui, chào chị nhá. À, ông bừa ruộng à hay là đi phát bờ? Dạ. Xem tí lũ lụt chả chở được cấp phối nên là đi ra ruộng một tí. Vâng. Mọi người ở đây bắt đầu vào vụ chính rồi các bạn ạ. À, con chào ông. Ông làm gì đấy? Lấy phân cho ngô. Ngô nó đổ à? Đổ hết hôm qua gió to, mưa to lắm. Mưa to lắm nhỉ? Ôi lúa những nhà này nó lên tốt lắm này nhỉ?
Ông à? Lại một mình lại phát bờ ruộng à? Vâng. Bừa không? Tí mới bừa hay là chưa à, hay là sáng nay bừa rồi? Mai mới bừa quá. À. À, đấy ông cũng phát vừa mới sắp xong rồi ấy. Ra đến đây rồi. Con này dưới nó là xong rồi. À. Nhưng mà phát thì hết chú này. Vâng. Thấy cả cái dược mạ luôn. Thế là bao giờ mới ấy? Không. À? Bao giờ mới bữa loạt? Ngày mai loạt á? Loạt hay ngày mai buổi sáng thì nhanh thôi, kiểu nó bây giờ nó mềm rồi. Vâng. Nước phổ mái rồi. Vâng. Tối nay giảm nước nó xuống, sáng mai thì ra sớm thì sáng mai là gọi là loạt ruộng đấy. Loạt luôn. Thế ngày thì kia, thế ngày chiều ngày kia là ấy à? Là sáng ngày mai nhá. Vâng. Sáng ngày mai vừa nhá. Vâng. Chiều ngày mai là nhổ mạ này. Chiều mai nhổ mạ. Sáng ngày kia rồi bắt đầu là cấy. Alo con cháu về cấy hộ. Đấy, con cũng bảo mấy chị em nhân viên ở nhà con ra đây giúp nữa. Vâng. Khoảng sáng ngày kia ấy. Sáng ngày kia. Vâng. Sáng ngày kia rồi là nếu mà giờ mưa cũng cay mà giờ nắng cũng cay. Cho nó xong rồi xong là đến lúc là nhà mới gọn gọn rồi thì xem ngày xem tháng rồi thế. Vâng. Vào nhà mới. Vâng. Rồi. Đấy, ra đến đây thì ông làm đã gần xong được bờ rồi các bạn. Rất vất vả luôn. Một mình. Ôi giời ơi, vào đến đấy còn đã nước đã ngập lên, bà là còn đi đập cống nữa chứ. Đấy, bà đều lắm đấy bà. Hôm qua trực cả đêm. Tí sao? Nữa là ngập lên cái chỗ đống xi, ôi giời ơi. Đấy, sắp đến đấy đúng không? Giời ơi, hộ tôi với, đừng mưa nhiều quá. Hôm qua, sao cái nước nó chảy xuống cái chỗ ao, ông không đắp nó sang bên kia, không khơi cái rãnh sang bên kia. Thế không kịp nữa, đằng bên này còn sợ có đống xi nữa cơ. Sợ đống xi nữa là chạy sang đống xi. Thế làm hai lối to đúng xuống đấy. Chắc nhưng mà chắc hôm nào phải nhờ người nhà kè cho cái bên đấy mới được, không con sợ nó sạt đi đấy. Vâng. Nó không có nước vào thì nó không sạt đâu, nhưng đúng rồi. Nó chỉ cần một tí thôi bằng cổ tay này thôi là nó phá hết bờ. Kiểu nó phơi khô quá, cái đất nó phơi khô quá, nó mưa xong rồi nó trôi, nó sạt luôn. Đấy. Nó lại có cái luống nước ở nhà ông xuống cơ. Còn đấy. Bình thường nó mưa bình thường nó không không đến mức độ đâu mà. Vâng. Mưa bình thường không đi. Con ngủ hôm qua ngủ say chả biết là mưa đến mấy giờ không. Nhưng mà ông hôm qua gần hết cả đêm. Còn mất điện nữa chứ, trong cả đêm nhà. Ấy. Trong nhà mất điện nữa. Thế là trực cả đêm. Xét. Ừ. Xong rồi có đài mà có cái ấy nó có điện pin ấy. Vâng. Có đèn pin ấy. Ông cứ cầm như thế là khoác áo mưa xong bắt đầu đi quanh xung quanh lên được. Xung quanh để xem nước lũ. Kiểm tra. Đây là trận lũ đầu tiên của năm ấy nhỉ? Vâng. Năm nay là trận này. Cái này là mới đấy. Trận mới đấy. Mới đấy. Trận lũ đầu tiên. Mới đấy, cái này nó chưa to đâu, chưa ăn thua. Chưa. Nó hay đổ cái chỗ là cái chỗ thác ấy. Thác đi ở trên ấy. Toàn bộ là con ruộng là mới mương nó tập trung xuống cái cống. Cái cống nhà ông đấy á? Cái thác to ấy. Cái ao nhà ông đấy á? Không, cái ao, cái trên đấy cơ. À. Còn cái chỗ ao nó ở chỗ ruộng cũng ra nữa. Đấy. Chảy to vết bình thường chả thấy chỗ đấy có nước mà hôm nay chảy ấm ấm ấy. Ui giời ơi, thế còn ít đấy. Thế á? Ừ, ít đấy. Bà mà làm quang như thế, nó ui giời, cái dòng nước của nó là sợ, hơi sợ luôn. Trước là có cây cầu cỏ thì nó từ 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 nó trôi. Vâng. Mà làm quang thế nó còn trôi mạnh nữa. Bà nói mai bà cả ông Nguyên ông cầm cả roi ra bà mới chạy đi. Thế. Chạy đi sang bên này lại đi ra suối, đi vứt rác xuống suối. Đấy. Ở bên này này.
lúc sáng ấy còn vứt rác vào vào ruộng người ta cái nhà bên cạnh ấy. Thế khổ. Ôi làm trong nhà thì cho bà làm cái cửa kiên cố cho bà trong nhà đó. Trong nhà nếu mà là lên cân nhiều phải thế nào? Vâng. Phải cho bà đi viện. Đi viện đi. Đi viện đi. Cả ba mẹ con cho đi rất. Lúc sáng. Vâng. Lúc sáng sáng cái anh bụng trễ thì thứ hai còn nói bảo là không kè hết thì thế con khỏe lên đi thuê xong lấy tiền về kè đấy. Ừ. Rồi bệnh thế này còn thuế cái gì nữa. Ông thứ hai cũng nói không biết là ao sạt à. Ừ. À bờ ao yếu à. Bờ ao yếu quá. Xong kè xung quanh cái hàng dậu ấy. Ừ. Bây giờ là sợ nó lớn nước nó đổ vào thì nó vào trong ao luôn. Thế. À. Tiếp ông làm kỹ thế, bọn con ở quê bọn con lấy cái cuốc về làm thôi mà. Ui giời. Mài sắc sắc hay cái xẻng ấy đào phập đi. Ông lấy liềm đi làm như kiểu trên này công binh kỹ. Như này. Đấy, làm kỹ lắm trên này. Kỹ nhỉ. Không làm kỹ thì nó mọc nhanh lắm cái cỏ này. Vâng. Ném đơn nấm đạn xuống thì nó nhanh lắm. Vâng. Đi lúc cây xong mà đâu là diệt ốc đi. Lại phun diệt ốc. Phun cỏ đi. Thế là bắt đầu là ném đơn nấm đạn vào. Vâng. Đấy bây giờ là đơn bây giờ đang bốc này. Vâng. Đang bốc ở cái ruộng nhà bên cạnh này còn lên xanh như thế này. Đấy. Chỉ tầm 3 ngày thôi, xanh luôn. 3 ngày. Đấy, à? Xong 3 ngày vụ mùa này là ngày 2 ngày 3 là bắt đầu là xanh luôn. Nhưng mà đúng ra là phải theo ấy nhau chứ ông nhỉ. Vâng. Tức là theo nhau hết chứ. Theo nhau thôi nhưng mà là ông thì cái chỗ này này bởi vì cái chỗ ruộng này là nó chín nó hơi muộn một tí. Kiểu à. ném đạn nhiều ấy. À, đấy, thế là nó chín hơi chậm tí. Vâng. Thế là đến lúc người ta gặt rồi, mình gặt xong rồi, đến lúc ấy mình mới gặt. Vâng. Nhưng mà trúng nắng nữa cơ. Đấy, anh em đang xóm là gặt trước rồi, dính mưa nữa. Ừ. Đấy, bảo ông quái lạ rồi, phù hộ ông rồi. Ông gặt thì 3 ngày nắng thì... Đến lúc tuốt xong thì lấy cái đống rơm như thế trắng phơ lơ thế mà. Vâng. Nó được nắng ấy. Vâng. Mà thóc gạo thì chả phải phơi lại nữa. Thế thôi. Nó nhiều cái rồi rồi cũng phù hộ lắm. Vâng. Lúc cày chả xem mấy tháng đâu nhưng mà nhiều cái chắc là rồi nó cũng phù hộ là một mình làm thì phù hộ. Khổ thật. Đấy. Một mình làm cùi cũi thế này. Bụi mùa thế này sao là... ông không bảo ông không nghe à? Cái ông cả có vẻ nhẹ bảo nó nhẹ nhàng bảo hơn không mà. Nghe đâu thế rồi à. Đông người nhưng mà người khác nói thì như kiểu dễ nghe ấy. À nhưng mà lúc bố nói thì chưa rồi làm như điếc tai rồi chịu gì lắm quá khổ lần này xong nhà xem là cái vâng. Kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ tiền để mang đi chữa một lần trước. Trước là cũng chữa rồi nhưng mà chữa rồi. Đỡ rồi các bạn ạ. 3 năm liền thời gian mà không có thuốc thì lại như cũ lại bác sĩ bảo hôm nay có một bác gửi thuốc cho vâng thuốc tây cho ông ở nhà ấy tí nữa về ấy. Vâng. Nhưng mà thuốc thang nói thật ra là cả mẹ con đi viện tích cực uống lắm. À. Đến lúc mà y sĩ bác sĩ là đến giờ là phát thuốc bắt đầu là uống luôn. À thì ạ. Đấy, không bao giờ vứt nữa. Không vứt. Không vứt. Ừ. Mà không nếu mà uống được như thế là đỡ đấy. Tích cực uống lắm. Vâng. Đấy. Lúc bao nhiêu năm không làm được ruộng nữa? Bà 6 7 năm nhiều quá. 6 7 năm rồi. 6, còn ngày trước đấy. Là vẫn bình thường. Ừ, trước bình nhà thường. Cửa sạch sẽ. Đấy. Ruộng vườn chu đáo luôn. Thế. Úi giời nói trời nói thật ra bà này cũng tích cực làm việc lắm nhưng mà chịu khó đúng không? Mắc bệnh vào một cái là chịu rồi. Vâng. Chị cha chị mẹ đấy là bắt đầu là đi đứng dung luôn à. Ừ. Nguy hiểm lắm. Chứ
trước còn mày trứng ốp nó còn hay không ở nhà đấy. Hay luộc ăn hết đi. Sắp nở cũng luộc ăn. Tự luộc ăn. Ừ. Chín cũng ăn thôi. Ừ. Nhưng mà bây giờ là không ăn nữa. À. Ừ. À, tức là có ổ trứng là cứ thế mà bắc nồi lên luộc thôi. Có ổ trứng mà ấp vào đấy thì hồi đó đi ruộng thì đi hết về thì thấy con gà nó kêu cục ngay. Ừ. Xem ổ trứng là sạch rồi. Vâng. Thì muốn tiêm thuốc rồi. Đấy, tôi muốn tiêm thuốc đấy, tiêm cho tôi đi. Rồi, bệnh tật nó, nếu đấy. Một người nó còn đỡ không ạ? Bây giờ hàng ba người làm sao mà đỡ được. Nó, kinh tế nó bắt buộc nó phải đi xuống, làm sao mà. Thậm chí còn đến bữa còn không kịp mà có thức ăn ngon đấy. Bây giờ nó lại giảm nhá. Mấy năm trước kia xem. Có đói không? Ông có đói bao giờ không? Cũng bị một năm đói đấy. Một cái vụ thường thường là ăn Tết xong thôi. À. Ăn Tết xong là cái tháng đấy thì nó kéo dài mà. Vâng. Nó phải 6-7 tháng đói đấy. À. Nhưng mà cũng bị 2 tháng. 2 tháng đói. 2 tháng đi nhưng mà à? Ông chạy vào những nhà anh em như làng xóm thì họ cũng giúp thôi. À, giúp bay cho. Mượn. Ừ, bay mượn ấy họ cũng giúp thôi. Vâng. Họ cũng cho bay mượn. Giờ không có, bây giờ ông thế rồi, ba mẹ con thế rồi thì không có cho ông thì có khi ông chả có ăn. Vâng. Nhưng mà đến mùa thì cho các cháu giả chúng cháu cũng được, thế. Có nhà thì thương, nhà nói thế. Có một năm thì đúng 2 tháng là bị đói. Vâng. Nhưng mà không đến nỗi là nhịn hẳn đâu. Đi vay đi mượn. Đi vay đi mượn thì được. Đây là ông một mình nhớ đi hết được cái bờ này. Ông chỉ có một liềm các bạn ạ. Hai liềm thì mình còn giúp được, ông có mỗi một liềm. Nước nhiều này chắc không cần lấy đúng không? Không cần lấy nữa. Mùa này ông không nuôi ao ruộng cá ruộng à? Ôi mùa này thì dùng nhiều thuốc thì không dùng đâu. À bây giờ nó có nhiều thuốc nhỉ. Cái vụ mùa này nhiều sâu bọ lắm. Nhiều sâu bọ. Ừ. Nước cá ruộng cũng nhanh mà. Cá ruộng thì quá tuyệt rồi. Cứ nước mà như này á, cá nhanh lắm ấy. Như cá chép ấy. Chép ấy. Chép nước kỳ cần như này đó mà. Trống to lắm. Đến lúc mà gần gặt mình loại bằng 3-4 ngón tay đầy luôn. Rồi chiều tối ra hạ cái nước xuống. Ừ. Sáng mai thì vừa thế thôi. 3 mảnh ruộng thì thế là còn ông còn một đám ở dưới kia nữa. Đám ở dưới kia. Ừ. Cắt hết bờ xong bắt đầu ra. Về nhà. Vâng. Về nhà cơm nước rồi vừa rồi. Một người. Về nhà lại công việc chính. Đấy, nấu cơm. Đấy. Sợ thật. Đấy, cơm. À kia. Bèo đấy. Tấm của nhà kia có kìa ông kìa. À. Kìa. Họ có phun thuốc không? Hay là bảo là hôm qua nó phun thuốc mà tối hôm qua nó mưa to thế thôi. Cứ để nó... Cứ để 1-2 hôm nếu mà nó phun. Hết cái hơi thuốc đó. Vâng. Lúc mà thấy bà ấy ra xúc cho bịt ấy. Vâng. Thì mình mới xin bà được. Không thấy bà ấy ra xúc luôn. À. Ok, ông lại tiếp tục cái đám ruộng thứ hai thì... ông làm đây nhé. Vâng.
Con về cho thợ thợ cửa người ta vào đo cửa sổ, cửa chính của ông. Nhưng mà cái ý định của ông là ông định làm là cái cửa trong nhà là cửa cũng phải làm cửa. Làm mấy cửa? Trong nhà. Nếu làm một cửa, cái cửa sắt cửa sổ. Của bà. Làm một cửa của bà hay là làm cả? Làm cả thôi. Làm cả. Ngay cái chỗ như phòng của ông thì sợ là ông để các thứ đó, bà lại ra được phòng bà vứt ném đi hết. Thế thì làm cả bốn cửa sắt bên trong cả cửa. Cửa sắt. Nhưng mà cửa kiểu dạng cửa không phải kín đâu, có cửa song sắt đấy gì. Phải không? Cửa có song sắt như kiểu nhốt người tâm thần đấy gì. Song sắt cũng được. Đúng không? Hàn thưa khoảng 15 phân này quá. Tâm này. Phải không? Rộng quá rồi sợ bà chui ra đúng không? Kia mày ra được ấy. Lúc tỉnh giáo là ra được không ra được đâu, làm 15 phân như này là không ra được. Tầm 15 phân. Bốn cửa trong này. Đấy, cửa ngoài thì vẫn như các cửa của nhà bình thường. Đấy, còn cửa sổ chắc là phải làm sắt chứ không làm nhôm kính được đâu. À, cửa sổ thì làm cái cửa sắt. Cửa cái nhôm kính thì đừng làm. Nhôm kính đập bốp phát vỡ. Được một ngày là phải đi mua cái khác nữa thì. Đấy. Nó phức tạp lắm. Ok. Không rồi. Vâng. Để con về con thiết kế không? Vâng. Ông làm nhé. Vâng. Nguyên này ra đến đây rồi này. Ui, sao cầm dao đi thế này? Ui ôi. Ra đây chơi à? Cầm dao về nhà đi. Nguyên ạ. Đi đâu? Đi cùng ông à? Em đi vào trước nhá. Ôi sợ quá mất thôi. Bà thì đi ra suối, Nguyên này thì cầm dao đi ra đường. Ê, sợ chứ. Không ổn. Nguy hiểm quá. Mình không dám vào gần luôn đấy các bạn ạ. Những tình huống kiểu này là phải để ý đấy. Nguy hiểm quá. Đây vào đây thấy anh Lâm đang cắt cái ô thoáng của cửa sổ ra các bạn ạ. Riêng cái đội thợ này thì mình đã thấy rất là nhiều các bác bình luận là làm rất là đẹp. Thợ này làm, người ta làm cũng nhiều công trình nhà của bên kênh rồi ấy. Với lại các anh làm thứ nhất là nó chu đáo. Ai làm cái tay nghề là cũng có tay nghề cao ấy. Làm đẹp lắm. Mới sang à? Mới sang à? Cắt ra quá. Cái này là lỗi của mình đấy. Cái này là lỗi của em. Em quên mất. Cái này là mình quên bảo anh em thợ. Anh em thợ cũng hỏi rồi nhưng mà mình bảo là thôi cửa sổ không cần được. Nhưng mà mình quên mất là tất cả các nhà khác mình làm. Và cái là từng 10 cũng dễ thôi. Cắt nó cũng dễ thôi. Từng 20 mới sợ, từng 10 này đơn giản. Đây các bạn ơi, nguyên nhân của cái bờ ao nó bị sạt ở đây này. Ui dồi ôi, nước ở trên này thế này mà có ngày nó lở cái tả ly này chả chết à nhỉ. To thế này cơ mà. Anh Nga ơi, anh Nguyên ơi, lấy cái xẻng về đỡ đào cái ránh ra đây thế. Hả? Kệ nó sạt bờ ao cái kìa. Tốc nữa mới làm á, sạt xong rồi mới làm à.
kia kìa, một luống bên kia, một luống đây, một luống bên kia, ba luống liền cơ. Nước này mà nó chả sạt bờ hay sao? Sạt quá đi. Nước to này cơ mà. Quá nguy hiểm. Để cho các bạn lên đây xem. Nước có vẻ này cơ mà. Đây. Cái bờ này sạt lúc nào không biết luôn. Chảy ở mâm này cơ mà. Ấy đằng sau nhà luôn. Không biết là ngày xưa là ông sao lại chọn cái vị trí ấy thế nhỉ. Ngay cái nguồn nước xuống như này. Bình thường thì không nhìn thấy như này đâu các bạn. Thế nên là cái việc mà làm nhà xong càng sớm cho ông càng tốt. Cái mùa mưa bão đến rồi nguy hiểm phết đấy. Đấy, nước như này là không sợ vào đây nữa. Là ok ngay, ổn ngay. Vừa nhờ An Nguyên Nga chuyển cho đây. Em xếp cho. Cứ chuyển với đây em xếp cho nhá. Xếp cho kẻ lại cái này không được sạt hết của ông. Đây đây chưa. Đấy, làm việc tốt phết mà. Nga này khỏe đấy, à Nguyên này khỏe đấy nhỉ. Quá khỏe. Sợ mỗi ông thứ hai đang cầm dao ra ngoài, có nhìn quá nguy hiểm. Được, được rồi đấy, ổn rồi đấy. Được rồi, ổn rồi đấy. Nhớ là thấy nước về thì cho nó chảy ra đằng kia nhá, anh Nguyên nhá. Nguyên ơi. Cho bạn. Cho ở đây mấy hòn nữa thì đẹp này. Chỗ này này. 3-4 hòn nữa cho nó có chân. Tội thợ này là khán giả là khen lắm ấy, làm đẹp chất lượng. Vào phải chuẩn cẩn thận. Chuẩn gì? Cẩn thận. Cứ phải cẩn thận là đi đầu chứ còn tất nhiên đôi khi sơ suất. Người ta bảo chủ yếu là yêu nghề. Yêu nghề. Yêu nghề, yêu nghề. Đam mê, yêu nghề. Được. Đẹp, lỗ, đẹp. Riêng lỗ hay lãi không quan trọng. À, Quỳnh về bên này để đo cửa rồi các bạn ạ. Cái gái bản thì càng ngày càng gầy ấy. Gọi vùng cao chắc là mập hơn. Phải béo chứ kiểu Hải Sapa TV. Sapa TV về rồi à? Về rồi. Quyền thì càng béo hơn. Quyền đi bản nó lên cân. Hợp đấy nhá nhỉ. Nó mát đấy. Đây. Đại ca Quỳnh ơi. Bộ phận riêng cửa với mái thì là đảm nhiệm chính. Chắc là anh Quỳnh.
Đấy. Đi theo định vị đi lên đường trên kia. Đấy, nó đi theo dễ thôi mà, đi theo đường cầu Thia mình vào một tí thôi mà. Đi đường trên kia nhìn thấy hướng đây xong lại vòng lại. Chào cán bộ cửa. Vâng, anh trai. Chuyên cán bộ cửa. Cái này chắc là tí nữa đo luôn cả mái cơ. Cửa đo mái với cửa luôn. Ừ. Cái cửa này thì anh Thiêm ơi. Đây là cửa này anh bắt đầu nền. Anh cốt rồi. Nền lát xong nhá, 2m21 nhá. Vâng. À, còn lát nào hở như nào kệ. Cái này nữa nha, cái này khác với các nhà là trong phòng phải có cửa. Mà cửa anh thiết kế cho em cái cửa bằng cái sắt vuông ấy. Hàn kiểu khoảng cách khoảng 15 phân để người không ra được thôi. Chứ còn nó cũng không có tác dụng là che chắn về thẩm mỹ đâu. Bên ngoài thì mình vẫn làm xong như thế, xong mình lắp kính. Còn bên trong... Úi, không lắp kính. Không lắp kính. Bên ngoài cũng không lắp kính. Không lắp kính, kính còn được đi ngay. Một phút mốt luôn. Tắm tôm, nhôm và tôn mà còn được. Cái kính thì không, đừng làm. Tôn thì đúng mà kính thì đúng một ngày luôn là xong luôn. Thiết kế hơi xấu nhỉ? Xấu không được. Bên dưới mình là hình tôn này, bên trên có song sắt này, xong lắp kính thì nhìn nó đẹp. Thà là không có song sắt, không có kính, cái để rộng cũng được. Hai bên là tôn, ở giữa thì để trống. Đấy. Chứ mà cho kính vào đây là bom xong luôn, phút mốt luôn nên không phải nghĩ. Đấy anh đo cho em là bốn cái này làm cửa song sắt. Đấy, cho người không ra được và người không vào được. Đấy. Còn cái cửa này thì như giống mọi nhà thôi. Cái nhà này là hơn các nhà là hai cái cửa sổ đấy. Vì bốn cái cửa này này nó phát sinh. Quỳnh sẽ đo đạc và về nhà thì thuê thêm cả thợ nữa. Thuê thêm một người thôi. Một người à? Một người phụ thôi gì? Hay là thợ? Khoảng độ 3 ngày cửa thì 3 ngày. 3 ngày đã được rồi bác? 3 ngày xong. Xong rồi lấy cả sắt cả tôn một thể luôn. Ừ, cả được máy. Tôn xốp quá. Tôn xốp. Tôn xốp như mọi nhà đấy, màu xanh đấy. Làm nhà 3 ngày này xong rồi chuyển lên đây làm mái 1 ngày lại lắp cửa 1 ngày. Ok, yeah. Thế là gọn. Cứ làm đi, còn lát nền này cơ mà. Okay. Trên đây nó nền nó ở đây chưa đổ nền nhưng mà cái khung của nó như này đấy. Cái này ông lại bảo là phải thiết kế cái cửa cơ đấy, thế nên là phải bắn vào đến đây để cửa khoảng 90 đúng không đấy. Còn cái phía bên này thì tắm rửa với rửa giấy thì không biết là có bắn ra đến đây không, mình sợ tốn kém quá này. Mình không xây lên mà... không cái này quay tôn thôi à. Ừ, xây xong lên là mái ra đấy. Đấy thì bác là bảo mái ra ấy, thì đo luôn cả mái ra nhé. Ừ, 2m50 2m8 ấy, 2m8 thì phải lấy mái 3m. Ơ, ừ. Hôm qua các ông đo kiểu gì thế nhỉ? Mình bảo lấy 2m50 mà các ông lại 2m8 à? 2m8 thì phải lấy dài 3m rồi. 2m8, 5m. Ừ, 5m là đúng rồi. Nhưng mà hình như các ông hôm qua làm nhầm rồi. Mình bảo 2m50 mà các ông đã 2m8 này. Chỗ này là phòng tắm à? Ừ, phòng tắm. Làm cửa vào đây. Làm tắm, rửa rau, rửa riếc, cửa bên kia quá. Bên này à? Ừ, cửa bên trong. Nhưng mà đường chính vào đường nào? Đấy, vào kia kìa. Thế đây là một cửa này. Đấy. Cái cửa này thì không cần làm cửa đâu. Mà gọi là làm. Theo em nghĩ là để nó khoảng không đúng không? Rửa giấy thôi mà. Tiện mình rửa làm rau. Cái khung bé bé thôi. Làm một miếng tôn ốp vào luôn ấy. Tôn kiểu gì nhỉ?
cái tôn sóng bé bé mình làm cái vách chứ. Đấy, làm kiểu gì, thiết kế kiểu gì. Ý là ở đây là vào đây rửa rau, rửa riếc này, tắm rửa ở đây. Ông muốn khóa cái kia vào, không sợ bà hay vào ấy, là khóa cố định cái đấy còn... Đây là phòng bếp rồi. Mọi người có thể vẫn, tức là các người ở nhà này, ông đi vắng là có thể vẫn lấy nước được, vẫn tắm rửa được. Ý là thế. Còn cái kia là phải cứng đét. Cái kia là phải quay xung quanh và làm cửa. Mái thì bắn, đấy, đấu vào mái dưới đấy. Đấy, bà lại về rồi các bạn ạ. Lại đi vào cái thác nước kia để ném đá rồi. Lại ném đá sang bờ rào và giết người ta kìa. Tí người ta lại chửi cho khổ. Thế không biết được. Lại lên chiến trường cũ của bà. Cái gì cũng là xong mà. Ok, đây anh Quỳnh anh đã tính xong cơ bản cái phần sắt của nhà ông này. Tính từ đây đầu tiên là phần mái tôn này. Và phía đằng sau mình cho đua ra 30 phân. Phía đằng trước thì đua 1m2. Tổng cộng là 77m2. Bây giờ hiện tại giá thành của tấm tôn xốp 0,35 chuẩn là 170.000 trên 1m. Tổng là bằng 13 triệu là riêng tôn không này. Còn hộp sago nữa cơ, sago là 12 cây, 230 bằng 2.760.000. Còn cửa là 17m2, tính mình mua đi mua vật liệu hết khoảng độ 9.300.000. Nhưng mọi khi mọi nhà hay mua là hết tầm này. Còn phần bếp này, bếp là tôn mái là hết 1.500.000 này. Còn tôn vách, vách tôn xốp này là 9m2 bằng 4.320.000. À, phải lấy 8 cây sắt nữa để làm phần bếp này. Cốt là 1.840.000. Tổng của nó là 32.720.000 là mình mua tất cả vật liệu này. Còn sẽ thêm một thợ làm cùng là 350.000 một công, chắc cả bếp nữa hết khoảng độ 6 công. Một thợ cùng 6 công thì 2.1 này. Tổng là khoảng 34.820.000. Đây chính chuẩn luôn đấy. Chuẩn không? Chuẩn đấy. Rồi, áng áng tầm đấy. 34 triệu thì nhà này nó phải tăng lên so với mọi nhà khoảng 10 triệu. Nhà này phải có nhiều hơn 4 cái cửa trong kia, cửa, bếp, cái bếp nữa, phần bếp nữa. Ok, cơ riêng phần đấy. Bếp là hết 7 triệu rồi. Ừ. Tôn này, mái này với lại sắt hết 7 triệu. Ok, thế về anh triển khai giúp em. Bây giờ về đặt sắt. Tôn này với sắt này sẵn rồi, lấy cả sắt cửa này về làm luôn. Ok. Còn hình thức mình vẫn làm như trước ấy nhỉ? Ừ, vẫn làm giống như thế thôi. Nhớ là các cái cửa phòng đừng có làm kính mà là được. Rồi. Cái cửa này thì, cái cửa chính này chắc là... Cửa sổ thì mình làm chắn song ở bên trong này, là sen hoa ấy. Ừ. Xong rồi ở ngoài cánh của nó mình làm tôn huỳnh. Tôn huỳnh chứ. Lúc mở ra thì vẫn thoáng vào trong. Còn lúc đóng thì mình kín, với lại không sợ bị, nếu mà mình lắp kính thì sợ bị vỡ. Đấy. Đấy các bạn ạ, vậy là đo đạc xong cái phần cửa rồi. Anh Quỳnh em về triển khai luôn thì khoảng bao nhiêu ngày tầm? Chắc 3 ngày thôi. Úi, nhanh thế cơ. 3 ngày xong cửa chuyển lên đây lắp thôi. Còn tôn thì mình chỉ việc đi đập thôi mà. À mái thì... Mái làm trực tiếp đây rồi. Ok. Để làm luôn nhé. Ừ. Triển khai luôn. Về để lấy vật liệu để làm luôn. Có cái ô thoáng mà nhìn nét hẳn đấy. Nhìn nét hẳn đấy. Khác.
Ôi, các bác làm sau tí nhá. Em về trước đây. Ok các bạn ơi, à, vậy là một buổi sáng hôm nay đã. Dạ. Chiều có. Cầm cái gì nhỉ? À. Ok. Ok các bạn ơi, à, cả một buổi sáng hôm nay thì mình đã ghi hình cho tất cả các bạn cùng biết là công việc của đội thợ. Lũ lụt kéo về thì máy xúc không lấp được sân trong thì chắc phải chuyển sang ngày mai các bạn nhé. Còn thợ thì vẫn hoàn thiện và có bổ sung thêm cái ô thoáng, là nhìn cái nhà nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Ô thoáng cái mặt tiền cửa sổ ấy. Và anh Quỳnh cũng đã đo xong cái phần mái cho ông. Đấy. Và mình nhìn được cái lũ của đầu năm này, mình cũng ước chừng được cái độ khó khăn về đường đi của ông, nên là mai sau cũng phải xử lý cái cầu, cái cống cho ông phải đảm bảo các bạn ạ. Ok, có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Một chế đây, lội suối về đây này. Trèo đèo lội suối là có thật. Ông Viên phải nói là khổ khổ đú đường. Làm được cái nhà không có đường đi vào nữa còn khổ nữa. Ủa, thật đấy.